Dạ, A Di Đà Phật, xin thưa xong cho con xin hỏi là con thấy xong làm nhiều việc tốt nhưng mà bên cạnh đó thì có nhiều người họ hay nói ra nói vào hoặc là họ có thể nói xấu sau lưng xong, mặc dù xong biết nhưng mà xong vẫn tỉnh bơ. Xong cho con xin hỏi là xong có bí quyết gì không ạ? Cái này nó cũng phải xong học cái này mật pháp và từ ông sư phụ. Và khi mà mình làm chuyện tốt mà gặp mình làm chuyện nói chuyện tốt, cái này là xong chia sẻ, làm chuyện tốt mà bị người ta chửi mắng, người ta nói xấu mình thì yên trí, yên trí. Nếu mình làm sai, làm cái gì sai mà ta nói là mình làm sai là mình phải sửa lại, nhưng mà mình làm chuyện tốt mà người ta chửi mắng, đó là cái sự lòng ganh tị, thấy không? Thành ra lúc đó là như xong nói con là con yên trí, không có nên giận mà mừng. Còn nếu được là thủ sẵn vài cái sẹo cô la đưa cho họ, thấy không? Bởi vì khi mà họ đứng ngang hàng con, họ không để ý. Con hiểu không? Ở đời đó, ở khi mà con đứng cao đó là cái này không phải tất cả mọi người, một số người thôi họ có tiểu tâm, họ hay ganh tị, mà đây là cái tật xấu của những người tầm thường, của chúng sanh nha. Thành ra khi mà con không hiểu những cái nguyên tắc đó là con bị phiền toái. Cũng như thí dụ như con nghèo khổ không ai để ý, nhưng mà khi con giàu đó là có vấn đề, nó bình luận, nó nói cái mũi con méo hay gì, nó vu khống, nó nói con thế này thế nọ. Cũng như con hiểu rõ chưa? Còn có vấn đề mà tại sao mà họ chửi mắng mà sư ông vẫn tỉnh bơ, cái này cũng là cái triết học hay lắm. Cũng như mình, cái ngã của mình á, con người mình khổ là vì cái ngã mình lớn. Mình coi cái chuyện mà họ chỉ trích mình một cách bất công là nó tầm thường, với mình coi mình thôi giờ xong cho cái ý này đi, vì cái ngã mình nó nặng á thì nó làm mình đau khổ. Cũng như mà mình coi cái chuyện mà danh vọng rồi nói chuyện như là rơm rác. Cũng như giờ con coi cái ngã của mình nó giống như cái cộng lông rồi đó. Hay là cái lông của chim hồng hạc đó, hay là cái lá con đứng ở từ từng lầu mà thứ 9, thứ 10, hai hai chục con bỏ đó, cái lá nè, rồi nhẹ nhàng, hiểu không? À, nhưng mà con để cái ly này đó con thảy xuống nó bể, hiểu không? Tức là mình bỏ cái ngã, nó chửi thật ra họ chửi, họ mắng mình, họ mang tội, không phải ai cũng nghe họ, người nào cũng có cái mắt lỗ tai đó. Sư ông thấy mấy cái người mà họ ganh tị rồi họ bình phẩm, họ chửi, họ mắng sư ông đó, sư ông không trả lời. Bây giờ trả lời sao? Mình trả lời mình càng phức tạp, mà mình tự ái rồi mình bệnh nó mất công mà không có thời giờ. Con rõ chưa? Đây là cái nguyên tắc của thiên nhiên vũ trụ. Mình càng coi thường cái những cái chuyện mà danh vọng đó, thôi tao không có disturb gì. Mày ca tụng tao cũng vậy, mày chửi tao cũng vậy. Cơm tao tao ăn, chỗ tao tao ở. Cũng như không như mà khi mà xong làm mấy cái tác phẩm này đó, cũng như thí dụ như là vấn đề là giúp cho vấn đề Nepal hòa bình đó, khi làm nó bị bao nhiêu người chửi, nó chứ nói là sư ông là dính vô chính trị rồi bà bảo vệ phe nãy, nhưng mà khi rồi nó mới bật ngửa ra, nó nói mình là mình chỉ giúp cho chúng sanh được thoát khổ thôi. Nó rõ chưa? Tức là mình phải bỏ cái ngã của mình. Và đặc biệt là người Việt Nam đó, người Việt Nam nhiều cái tốt lắm nhưng mà cũng có một vấn đề, một số người đó họ hay ganh tị đó. Thành ra khi mà con làm chuyện tốt gì đó là con nên âm thầm con làm xong rồi nói, mà nói ít ít thôi, không có nói nhiều, mà lỡ mà con bị chửi mắng là con làm thinh đó chưa. Cái thời gian của mình rất là quý báu. Cũng như thí dụ như hồi sư ông nói hồi mà cái chỗ mà Saravasti á, Đức Phật thuyết pháp đó, nhiều người ganh tị đến, họ giả cái con gái đẹp á, độn gói bụng bụng vô chỉ mặt này ông cô đàm, ông ngủ với tôi có chữa vòng ngồi thuyết pháp.
Đức Phật tỉnh bơ. Mấy người đệ tử muốn nín đánh cổ Đức Phật không cho. Đức Phật còn nói một câu mà rất là nhân từ. Đức Phật nói: này cô Chin Cha, ô Chin Cha, ô Chin Cha, tum ka ha, bod karapha acha ni ha, này cô Chin Cha, những gì cô nói chỉ có tôi và cô hiểu sự thật mà thôi. Lúc đó mà những người không biết thì nghĩ chắc là ông Phật cũng có gì lộn xộn với cái cô Chin Cha này. Thấy không? Mà cái tiếng này mà dịch sang tiếng Anh á, tiếng Việt tiếng Anh á, ô Chin Cha, what you tell, only you and I know the truth. Tiếng Anh á, you and I. Hay là tiếng Tây nè, ô Chin Cha, ce que tu dis seulement toi et moi connaît réalité. Rồi tiếng Việt này, này cô Chin Cha, mà tiếng Việt cái xem thấy còn hay nữa. Tiếng Việt mà dịch một cách mà thoát nữa này, này em Chin Cha, những gì em nói chỉ có hai chúng mình biết mà thôi. Thấy chưa? Thì cái lúc đó trời Phạm Thiên đó, các người mà chứng ngộ thì họ biết rồi. Nhưng mà trời Phạm Thiên tức á, cắn cái dây hiện con chuột cắn cái bụng rớt xuống. Cô Chin Cha có mắc cổ cô chạy. Chứ lúc đó mà phải Đức Phật đập cái bàn, Đức Phật nói: Chi Cha, tao ngủ với mày ở chỗ nào, nhà mày ở đâu, số mấy, rồi mày đứng tao kêu công an tới nội. Mà Đức Phật nói hồi tao ráp tới tao đánh cổ nên Đức Phật cũng mang quạ nữa. Hiểu không? Thành ra đời này sư ông nói sư ông có một cái triết học mặt trời, mặt trăng và sự thật. Khi đó những mặt trời lên rồi, một dần mây che rồi đi, rồi tiếp tục chiếu. Mặt trăng cũng vậy, sự thật là sự thật, the truth is above all. Thấy không? Đó. Thành ra cái khi mà con làm chuyện tốt rồi bị người này họ sao chứ, đừng có lo cái chuyện đó, đừng có để thời giờ mất cái đó. Rõ chưa? Nghĩa là mình đừng có để cái chuyện đó. Cái chuyện mình làm là mình làm, ai ta cũng có mắt, ai cũng có cái lỗ tai. Rõ chưa? Đó, chứ còn không mà hơn thua ra cãi. Đó, thí dụ như là sư ông làm cái chùa này xong rồi người ta mới biết, chứ phải mà chưa làm biết chắc là nó phá đó. Nó đồn đủ thứ đó. Cái nhóm mà những người mà thù Việt Nam á, nó nói cái chùa mình không còn ra gì hết trơn. Đó, con cũng thấy có một cái ông mà người Việt Nam đó, ông du khống chùa mình đó là thân cộng sản, rồi cái nhóm mà một số người mà theo cộng sản thì du khống chùa mình là theo ngụy đủ thứ, nhớ không? Nhưng mà mình theo Phật là theo Phật, mình không có chính trị với Nam vậy đó. Ở cuối cùng bây giờ những cái người đó họ bật ngửa ra. Đó, cũng như con ở đây con chứng kiến con thấy á, mấy cái chuyện mà đi du khống người ta nó nhiều lắm. Đó. Thành ra bây giờ rõ cái triết học này chưa? Dạ. Cái đây là mật pháp rồi. Thôi chúc một buổi sáng. Yeah.